Mở cửa. Mày chết rồi hả? Mở cửa. À, anh, thằng Sách. Alo. Khúc sông vắng. Anh nói rõ hơn đi. Nếu có thể, chúng tôi xin số điện thoại anh được không? Chúng tôi đảm bảo bí mật cho anh. Alo. Alo. Ba má sống không thác thiên, về dẫn đường cho con tìm chú Bảy. Anh nghĩ là những đồng tiền mà anh mang về trên mạng sống của người khác thì có kết quả sao? Mày hẹn tao hả? Đúng. Nói gì nói đi. Mẹ, đáng lý ra tao không có xen vô mấy cái trò rùa của tụi mày. Nhưng mà tụi mày đừng có mạo danh tao. Mạo danh mày à? Có nhiều thằng cũng mạo danh là Sách, bị tao dập tù lừa rồi trốn mất mẹ hết rồi. Tao là thằng Sách nè. Những thằng đẳng cấp như mày phải gọi tao bằng ông nội, biết chưa? Về nói với những thằng mày quen biết, đừng xưng là Sách nữa, biết chưa? Mày hiểu chưa? Tao hiểu, tao hiểu. Chào cô Lệ Lệ. Gì? À, mà chị. Chị là... Em mời chị ngồi. Cô thì cô không biết tôi, chứ còn tôi á biết cô rất là rõ. Rất rõ nữa là đằng khác. Cô đẹp quá, chắc có lẽ nhiều người đàn ông chết vì cô dữ lắm phải không cô Lệ? Chị đây là... Tôi ở Vị Thanh. Vị Thanh? Nhưng mà em đâu quen biết ai ở dưới đó đâu. Có chứ, cái người này nổi tiếng ở Vị Thanh á, nhiều khi cả chính cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long này còn biết nữa đó cô. Ai vậy ta? Đủ rồi con đĩ. Tao tới đây rất là nhiều lần rồi, tao chỉ nói mày một câu mà thôi. Nếu mà mày còn dở cái trò chài mồi với chồng của tao nữa hả, thì mày đừng có trách tao. Vàng thì khó ăn, chứ còn axit đó hả, thì dễ ăn lắm nha mày. Chị, nhưng chị với em mới quen biết nhau lần đầu, tại sao chị lại nói như vậy? Mày mới có gặp tao một lần đầu, còn chồng của tao á thì mày ôm mày ngủ Hà Râm. Ổng mà đi về Cần Thơ thì mày cũng theo ổng về Cần Thơ. Tao nhắc lại một lần nữa cho mày nhớ, khôn hồn hãy tránh chồng của tao xa ra. Nhưng mà chồng chị là ai em đâu có biết đâu. Mày ngủ với nhiều thằng đàn ông quá nên mày không còn nhớ ai hết trơn hả mày? Chị không được xúc phạm tôi như vậy nha. Nếu được thì mày cứ tiếp tục ngủ với chồng tao đi, rồi mày sẽ thấy cái hậu quả. Chị.
Nè em. Ngon quá anh. Nói nghe nè. Cái gì vậy? Chủ quán đâu? Anh làm cái gì vậy? Anh ăn đi. Sao vậy? Hỏi chủ quán thôi mà. Mẹ nó. Đi về ghê quá. Kêu chủ quán nè. Chủ quán đâu? Ông là chủ quán hả? Chuyện gì chú em? Con nhỏ đó láo. Có gì đâu mà giận dữ vậy? Con nhỏ đó láo. Thôi bớt giận đi, để tôi tính cho. Mời chú em ngồi. Mời chú em ngồi. Mời chú. Nè mấy đứa em đâu? Dạ. Làm cho anh món nào ngon ngon, đem một dĩa làm lẹ lẹ đem lên liền cho anh nghe. Dạ. Đứa nào ra dọn mấy cái miếng chai giùm anh nè. Dạ dạ. Ừ, mời chú. Rồi em chờ anh Tư chút xíu nghe. Anh Tư ra. Alo, anh Tư nè. Có thằng nhóc nào lại quán anh Tư quậy mà nó muốn đập phá nè. Mày cho mấy thằng em lại dập nó một trận trước cửa quán anh Tư, đặng dằn mặt mấy thằng kia coi. Rồi tới liền nha. Vô chú. Anh em không mà mày làm tao buồn quá. Thôi bỏ đi. Hình như là chú em mày mới tới quán của anh lần đầu phải không? Ừ, lần đầu tiên. Anh Tư ở đây mà ai không biết anh Tư. Có gì mày nói với anh Tư. Chứ mày làm vậy là tội nghiệp cho anh Tư. Anh nói cái gì? Đứng dậy. Qua đây. Qua đây. Kêu Thành Dậu tới gặp tao. Đi mày. Tao đây, mày muốn gì? Mười ba quán lớn nhỏ mày đang bảo kê. Tao muốn sáu cái. Cái nào thì tùy mày. Mày nói gì? Tao đã luôn muốn né tránh anh em, nhưng mày quá đáng. Khoan, mày nhào vô. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Có gì á, anh em mình từ từ ngồi xuống nói chuyện sau nghe. Bình tĩnh đi. Thôi. Má không xạo hả? Tỉnh đi rồi tao tới. Nhớ chưa? Đại ca, có sao không đại ca? Gặp phải thứ dữ rồi. Quên, tính tiền. Thôi, anh em không à, chú đi đi, bữa nào ghé lại rồi tính ha. Tại vì trong quán nên tôi nhịn. Má nó. Anh Tư Lê. Dạ. Mời ông ngồi. Bé Đắc có vẻ hận ông lắm. Chú nói như vậy tội cho tôi, làm gì có chú. Tối hôm qua ông làm gì, ở đâu? Bữa qua tôi ở nhà. Mấy đứa em nó ghé nhậu chơi mà. Đàn em của ông có mấy thằng? Mấy đứa em làm gì có đàn em. Chú mà nói đàn em á, người ta cứ tưởng băng nhóm tội phạm thì chết cho tôi á. Bữa nhậu có mấy người? Tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng hình như là có thằng Phương, có thằng Thành, rồi thằng Đô, thằng Còi. Hình như là 6 đứa. Kể cả tôi nữa là 7. Tôi muốn gặp hết tụi nó. Ông thấy sao Tư Lê? Chú mà muốn á, tôi hú một cái, tụi nó có mặt đông đủ ngay mà. Chừng nào? Tôi chú. Cảm ơn.
vậy? Những đồng tiền tội lỗi mà anh mang về đã nảy mầm tai họa, anh chẳng giúp gì được cho ai đâu. Anh giết dần giết mòn từng người bằng cái cách mà anh gọi là tình thương. Taxi gọi trung tâm nghe rõ. Phát hiện người khả nghi, xin phép được tiếp cận. Rõ. Anh gì ơi, anh gì ơi, cho tôi hỏi thăm anh gì ơi. Anh ơi, cho tôi hỏi thăm tí anh ơi. Dạ chào anh. Cô hỏi cô Lệ hả? Dạ, à, có chị Lệ ở nhà không anh? Có chuyện gì không? Dạ, em tới lấy tiền chè. Hôm bữa chị Lệ chỉ mua chè mà không có tiền lẻ nên... Tưởng chuyện gì, bao nhiêu vậy? Dạ, 15.000 anh. Dạ. Anh là chồng chị Lệ hả? Ờ không, tôi là bạn cũ dạ, thôi. Dạ cảm ơn anh. À, chị Lệ có nhà không anh? Ờ, bệnh rồi, đang nằm bệnh viện á. Ờ, bệnh nặng không anh? Ờ, cũng nặng đó. Ờ, mà anh không ở trỏng với chị Lệ sao? Ờ, Lệ đang nằm phòng cấp cứu, không cho tôi vô cho nên ở trong đó cũng vô ít thôi. Ừ, thôi cảm ơn anh nghe. Trung tâm nghe rõ. Người đàn ông hiện có mặt tự xưng là bạn của Lệ Lệ, xin chỉ thị. Anh về rồi phải không? Đừng có ra nha. Con nhỏ bán chè là hình sự đó. Lệ Lệ bị nặng lắm, chắc gương mặt sẽ bị dị dạng. Người ta không cho tôi vô thăm. Tôi nghe tin đã có mặt từ 3 giờ sáng. Sao anh biết tôi ở đây? Tôi gặp Lệ Lệ ở chùa. Cổ đi cầu an cho anh. Ờ, hàng xóm họ gọi điện cho tôi. Làm sao họ biết số của ông? Tôi tới đây một lần rồi, không có Lệ Lệ ở nhà. Tôi gửi số điện thoại cho hàng xóm, may ra họ còn giữ. Tôi vô bệnh viện bây giờ. Nè, anh đừng có đi. Tôi sống đến ngày hôm nay là vì Lệ Lệ.
Nếu Lệ Lệ có mệnh hệ gì thì làm sao mà tôi sống nổi? Anh tự chỉ có mình anh lo cho cổ sao? Nhưng mà... Nói đi. Hơi thở của Lệ Lệ là anh. Nếu mà anh có chuyện gì, Lệ Lệ chắc chắn sẽ chết. Tùy anh thôi. Nhưng mà tôi xin anh, để cho Lệ Lệ qua cơn hiểm nghèo với cú sốc lớn này. Còn tôi, nếu được làm cái bổng của Lệ Lệ, dù cổ có trở nên kinh dị tới mức nào, tôi thề như vậy. Anh yêu Lệ Lệ tới vậy sao? Không, tôi tự trừng phạt mình thôi. Tôi có lỗi quá. Má mày hẹn tao kiểu gì vậy? Hả? Mày ở đâu? Ôi, mày hẹn cái kiểu gì vậy? Hả? Uống gì nha? Hỏi. Ông có hay tin gì chưa? Vụ đánh ghen bằng axit vào người tình của tên cướp tiệm vàng Kim Báo. Bây giờ ông muốn cái gì? Ông nói đi. Má nó, bây giờ mày nghĩ tao muốn cái gì nữa? Bây giờ mày cứ cho tụi nó ra mấy cái đài đó, tao cho thêm mấy quán bên cái khế nữa. Hỏi. Đám đó ở thành phố xuống, tôi biết luôn. Con bồ của ông lúc trước làm vũ nữ đúng không? Vợ của thằng cha chủ tiệm vàng, nó xử đó. Ai? Tám Khánh. Chào anh. Thanh nuôi hả? Nhìn mặt anh buồn vậy, chắc là người nhà anh bị nặng lắm sao? Thiệt tình, cái số tôi cũng xui quá trời. Toàn gặp cái chuyện gì đâu không, vô bệnh viện suốt vậy đó. Tại tôi hết. Đó là con của ai? Của ai hả? Tùy anh, tôi đã nói hết rồi. Vì trong mắt anh, tôi là con điếm đáng quyền rủa, nên anh cảm thấy xúc phạm khi tôi mang trong mình dòng máu của anh, có đúng hay không? Đó, tôi sẽ bỏ nó. Động tới đó là tao giết hay chưa? Và tao cũng nói trước, nếu đó là con của Thành Sách thì đừng có trách tao tàn nhẫn, biết không? Trời đất, anh nói gì mà kỳ ghê quá vậy? Bây giờ cầu cho cái người bệnh trong đó đó, họ đừng có chết là mừng rồi. Nè, vợ anh hả? Cũng gần như vậy đó. Tôi làm ăn ở Sài Gòn, lui tới vũ trường rồi hai đứa quen nhau. Đàn ông cũng biết rồi mà. Tôi ghen quá, đánh cổ sảy thai luôn. Cô bỏ về đây sống, tôi cũng theo về, rồi mới gặp nhau lại ở chùa nè. Tôi đi làm từ thiện, cổ đi chùa, vừa biết nhà là tôi tìm tới. Tôi mong là cô hiểu mà tha lỗi. Ai ngờ. À, còn cái vụ ông Tâm Khánh gì đó, bảo đang mà có không vậy? Ông đâu có vợ đâu. Báo nói có người đàn bà tới đe dọa xưng là vợ ông là không có đúng. Mà nói cô Lệ Lệ có người đàn ông nào đó ở Duy Thanh là cũng không đúng luôn. Tôi say đắm cổ vì cái nết na kỳ lạ ở cô gái giang hồ này.
Vậy sao ông còn ghen nữa? Yêu quá mù quáng. Nè cô à. Cô Lệ Lệ có đỡ hơn không cô? Chưa đâu, phỏng quá chất nặng vậy, làm sao mau vậy được? Cô làm ơn cho tôi vô thăm cổ đi. Trời ơi, đây là khu vô trùng, anh làm ơn để ngoài đây đi nha. Nè cô à, cô. Không được đâu anh. Cô làm ơn cho tôi vô chút xíu thôi mà. Người nhà ông có sao không? Tôi cũng không biết nữa. À, mà sẵn hỏi luôn, tôi nghe báo đăng cái vụ thằng Sách mà cướp của giết người á, biết có không ta? Có, tôi đã gặp đúng một lần. Mà ai ngờ ông ơi, lần tôi đánh cổ sảy thai cũng là vì nó đó. Nhưng mà sao? Họ là của nhau lúc mà cả hai còn nhỏ lận ở An Giang đó. Lệ Lệ cũng không biết gì về nó hết. Hai người thất lạc nhau lâu lắm rồi. Dạ nè ông. Nè, có ai ngoài cổng kìa, ra mở cửa cho người ta. Dạ. Đi. Chào anh tìm ai? Cô Chu Tâm Khánh ở trong không? Dạ có. Mời anh vô. Chào chú. Xin lỗi. Con ở chỗ chị Lệ Lệ. Cậu đây là? Con tên Tú. Chị Lệ Lệ bị tạt axit. Trời ơi. Ông ơi, ông. Tạt axit. Có sao không? Đây là bệnh viện nào? Có ảnh hưởng gì không? Gương mặt của chị Lệ Lệ bị quỷ hoại nặng lắm. Chị ấy vẫn còn hôn mê sâu. Nghe đâu là có người đã gặp hàng xóm của chị Lệ Lệ khi chị vắng nhà. Bà ta còn tuyên bố mình là vợ của ông trùm tiệm vàng ở Di Thanh này, cùng với lời đe dọa là sẽ tạt axit chị Lệ Lệ. Ông tôi làm gì có vợ, gần 40 năm nay rồi anh ơi. Tôi mời cậu vô nhà, tôi biết cậu là ai. Vô nhà con. Dạ mời cậu. Lệ Lệ, là anh đi. Là anh đây Lệ Lệ. Anh ngàn lần xin lỗi em. Anh tới để xin em tha thứ. Anh xin em hãy tha tội cho anh. Tao giao mày khu này. Giỡn hay chơi vậy cha? Tao giỡn với mày hả? Mai tao sẽ súng qua lấy. Còn lại cha, má nó chừng ướt chừng ráo, cha biết cái khu này là của ai không? Tao không quan tâm, tao thích tao lấy, rõ chưa? Ở chính tỉnh này cha biết hắc hổ là ai không? Giỡn nhột hoài. Tao không cần biết,
Hắc Hổ là thằng nào, giỏi cỡ nào hả? Bằng thằng Sách này không, ta bắn bể đầu luôn á. Không tin hả, mày chống mắt lên coi. Lên xe. Ừ. Mày quen nó thì nói thẳng ra, còn không quen thì bắn tin đi. Má tao thách đấu nè, mẹ thằng Khẩu nào ra ngoài bưng. Thằng nào còn thì về, thằng nào lớn gan thì sống, còn mạng thì về. Mẹ sợ chó gì. Sao vừa lầu ông chưa? Tim tôi nè, muốn lọt ra ngoài trên đó. Nè, cái thằng ngồi kế tôi ở ghế chờ đó, nó là công an đó. Bây giờ công an ở khắp nơi, nó bắt ông, tôi cũng là tổng phạm nè. Bây giờ vì Lệ Lệ, tôi xin ông đó hả? Ông làm ơn trốn đi giùm tôi một cái đi. Bây giờ Lệ Lệ có tỉnh lại, chưa chắc gì có hồi phục lại tâm lý đâu hả? Thí dụ như bây giờ ông bị bắt nè, hay là cổ có bị điên bị khùng, hay là cậu chết đi thì... Im đi! Có thú không? Cho tụi điêu. Nè, chờ cho Lệ Lệ tỉnh lại rồi tôi tính. Chị Lệ sao rồi? Cô chưa tỉnh, đang ở trọng. Bây giờ tôi vô trong đó đi. Dạ. Ngày đi bán sớm hả? Dạ. Thôi tôi đi nghe. Dạ. Trung tâm nghe rõ, đã phát hiện đối tượng khả nghi trong nhà của Lệ Lệ, xin phép tiếp cận. Anh Hai ơi, anh Hai. Anh Hai ơi, có nhà không anh Hai? Chị tìm ai? Xin lỗi, tôi tưởng... Chị là ai? Tôi kiếm anh Hai, chồng của chị Lệ Lệ. Tôi muốn gửi bịch cam để đưa anh Hai đem vô cho chị Lệ Lệ. Nhưng mà chị Lệ Lệ của tôi chưa có ăn được đâu. Giờ thôi được rồi, chị vô nhà đi. Chị ơi. Mời chị ngồi. Dạ. Chị quen sao với... Dạ, tôi bán chè. Hay bán chè cho chị Lệ. Vậy còn cậu? Thì tôi cũng là người quen thôi. Nghe tên chị Lệ bị như vậy nên là tôi ghé thăm. Nói vậy cậu mới về hả? Anh Tư Vịnh kêu tôi về đây. Nghe anh Tư Vịnh nói là người ta chưa có cho vô thăm. Tôi cũng chưa biết sao nữa. Cậu vẫn chưa vô bệnh viện hả? Tôi vừa về tới, may mà gặp anh Tư đó. Tội nghiệp, cổ hiền lắm. Nói gì tội hả chị? Đám cưới của tôi á, một tay chị giúp lo tiền bạc hết à. Thiệt, ác độc quá mà. Thôi tôi về nghe. Tôi còn phải đi bán nữa. Dạ. Còn bịch cam này, khi nào cậu vô trỏng thì đem vô giùm tôi nghe. Cảm ơn cậu trước nghe. Dạ thôi được rồi. Thiệt ra chị của tôi chưa có ăn được đâu, cho nên là chị cứ đem về đi. Thôi kệ mà, nha nha.
Tôi về nghe. Anh Tám, chú ngồi đi. Tôi chẳng thù oán gì với ai hết, nhưng tôi thề với chú, cho dù tốn kém tới đâu, tôi sẽ tìm ra kẻ chủ mưu. Chuyện này thì thế nào công an họ cũng lần ra thôi. Họ mời tôi sáng mai có mặt lúc 8:30. Tôi muốn bàn với anh chuyện này. Chú nói đi. Tôi muốn trả lại gương mặt cho Lệ Lệ. Mặc dù không được như cũ, không được như trước kia, nhưng mà cũng đỡ hơn một chút. Đàn bà con gái mà, tội nghiệp lắm anh ơi. Chú lo đi, tôi phụ hết mình luôn. Vì với tiền bạc thì không cần quan tâm. Tôi già rồi, chết có mang theo được đâu. Má nó, hắc hổ hả? Hắc hổ hắc chó gì? Rốt như gà vậy, trốn mất mẹ rồi. Ăn gì đây ta? Chủ quán ơi! Dạ, anh dùng gì ạ? Cho mấy chai bia. Dạ. Từ cái hôm mà nhậu với anh say khướt đây, tới bây giờ con này uống lại nè. Dạ. Công nhận hôm đó tôi uống say thiệt. Đúng rồi, bữa đó chú say. Má nè, vô tới nhà mày sao rồi? Quen với chú không ra. Mà bữa đó mới thấy chú uống say. Tôi dám đi đầu thề với ông anh là dân ở đây không có nhúng tay vào. Con bồ của anh đó là tổ thành phố làm. Má nó, axit là không có cửa bóc lịch đâu. Giữ cột là chắc. Thôi, chuyện gì cũng từ từ tính. Mình uống đi. Vô anh. Vô. Nè, chú nghe anh bạn kia đang nói gì vậy? Anh Tám không biết sao, đám giang hồ cóc con bây giờ có mô đen giả thằng Sách mới khổ chứ. Nè, mà Sách có về không? Tôi hỏi thiệt. Có, nhưng mà tôi cản nó, không cho nó vô bệnh viện. Ngoài Lệ Lệ ra, anh đừng nhúng vô chuyện này nha. Mới về hả? Ba, mời ba uống nước. Sao rồi? Tiệm vàng của hai vợ chồng con đó làm ăn được không? Dạ, vẫn bình thường ba. Ba, ba không cần phải giải thích nữa đâu. Nhưng mà cái điều ba cần biết á là xui gia của ba, những người từng quen biết của ba, kính trọng ba, đang suy nghĩ gì ở ba kìa. Ba hoàn toàn... Ba có quyền yêu, chuyện đó không ai cấm ba hết. Nhưng mà ba yêu ai, người ta thuộc tầng lớp như thế nào á, thì người ta sẽ bàn tán. Vấn đề là ba có chịu được nổi dư luận hay không thôi. Hoàn toàn không có chuyện yêu đương gì ở đây hết. Từng tuổi này rồi, có cơ ngơ như vậy, ba muốn gì mà không được chứ. Miễn đừng phạm pháp thôi. Ba đó còn biết, nếu ba yêu Lệ, cô ta thuộc về ba từ lâu rồi. Ba, ba cho con hỏi thiệt nha, ai là người ta axit Lệ Lệ? Người ta có quan hệ gì với ba không? Cô Hai à, không có chuyện gì đâu. Trong chuyện này có nhiều khúc mắc nè. Anh im đi. Tôi đang nói cái khúc mắc đó đó, và cảnh sát cũng đang cần biết. Nhưng mà suốt cái thời gian người ta muốn biết thì mất sạch danh dự, tiền bạc, thời gian, sức khỏe. Mà quan trọng cái danh dự đánh mất rồi, không mua được đâu, không tìm lại được đâu. Cô Hai à, tôi là người cái gì ông cũng bộc bạch. Tôi biết cô đừng có nói nặng lời với ông mà mang tội.
Tôi nghe nè anh Tám. Dạ tôi còn thức. Có chuyện gì anh nói đi. Dạ đúng rồi, anh phải báo công an nha anh Tám. Anh Tám bình tĩnh nghe em nói nè. Suy cho cùng thì tội của thằng này cũng dày lắm rồi. Thương thì thương Lệ Lệ đang sống dở chết dở trong kia, chứ thằng Sách thì anh cứ lo nói chuyện khẩu súng với công an đi. Vậy nha. Ai hiểu được tôi đây hả Lệ Lệ? Con gái tôi có cái lý của nó. Người đời đang nghĩ về tôi, một lão già sinh tật, chỉ vậy thôi mà mấy hôm nay tôi không dám vô thăm cô. Nhưng tôi thề với cô, tôi hoàn toàn không biết người đàn bà mạo nhận đó là ai. Ngày mai ở chỗ cảnh sát điều tra, tôi sẽ nói gì với họ. Tôi bắt đầu từ đâu đây? Con pha xăm á để uống cho khỏe. Thôi kệ, trời cao có mắt mà không. Cảm ơn con. Dạ. Chuyện khẩu súng anh Sách hỏi con mà con cứ ngớ người ra. Thật ra bữa đó chỉ có con với chú thôi à. Trời đất, tôi lại chơi một chút rồi về, không lúc nào là không có cô. Làm sao tôi biết để súng ở đâu mà lấy? Với lại tôi lấy súng để làm cái gì? Chết, con thiệt tình con kể cho chú nghe vậy thôi, chứ con không có dám nghĩ như vậy về chú. Chú đừng có nghĩ sai về con mà tội nghiệp con nghe chú. Bà quyết định giúp cảnh sát làm rõ chuyện này, hay đúng hơn bà sẽ tự thanh minh cho bà. Mình đang cố tình dụ cho thằng Sách xuất hiện, vậy mà vẫn không thấy nó đâu. Cũng không thấy đứa nào nhắc gì về thằng Sách. Gần như tất cả băng nhóm dưới đây đều dưới sự kiểm soát của Hắc Hổ. Hay có thể Hắc Hổ chính là thằng Sách. Còn lại cha, má nó chừng ước chừng ráo, chả biết cái khu này là của ai không? Tao không quan tâm, tao thích tao lấy, rõ chưa? Ở chính tỉnh này chả biết Hắc Hổ là ai không? Giỡn nhột hoài. Vậy bây giờ cần tìm ra ai là Hắc Hổ. Hắc Hổ. Hắc Hổ. Oh.
ghê không anh? Có đáng sợ lắm không anh? Thông thường tình yêu hay xuất phát từ vẻ bề ngoài, đúng vậy không? Sai rồi, cái bản chất bên trong mới đáng quan tâm. Người ta nói kiếp trước em đã dai quá nhiều nên nặng nghiệp. Anh cứ dai đi. Ngân hàng định mệnh bao giờ cũng không cho dai dài hạn hết, họ bắt phải trả liền, thậm chí nặng lãi nữa là khác anh à. Anh cứ dai nữa đi. Lê Lê, Lê Lê, ai đã làm em ra nông nỗi này? Em nói cho anh, anh sẽ giết nó, anh sẽ giết nó, anh sẽ giết nó. Chuyện gì vậy cô? À, bố bà con ơi, có người chết. Bố bà con ơi, có người chết. Bố bà con ơi, có chuyện gì vậy chị? Trong đây nè, bố nằm ở trong đó. Trời ơi, tôi cổ có người ta, người chết. Chết hay gì vậy? Tôi không dạ? Biết đâu, tôi mới lại tôi thấy đó. Xong, kêu xe cấp cứu đi. Không kìa, quá. Alo. Sao? Cái gì? Nói rõ đi. Được rồi, tôi đến liền. Nè 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 nè, có chuyện gì vậy? Không có gì đâu mà. Có cần tôi phụ không? Nè. Cũng như những vụ án trước, hoàn toàn đều là những thủ đoạn, phương thức tương tự, cũng giống như là dấu bóp cổ để lại. Ngoài Tám Khánh bị bắn bằng 9 khẩu súng đã gây án ở các vụ án trước, người duy nhất sống sót trong vụ án này là con gái của Tám Khánh, nhưng cho đến giờ phút này vẫn chưa chắc đã qua khỏi cái chết. Nếu trả thù việc Lệ Lệ bị tạ axit, chắc chắn Sách phải tìm ra một manh mối nào đó có liên quan đến Tám Khánh. Một đặc điểm đáng chú ý là sáng nay Tám Khánh được cơ quan điều tra mời. Cả hai vấn đề cho phép chúng ta đi đến kết luận là chắc chắn Tám Khánh phải giấu hết một vấn đề gì đó hết sức là quan trọng, buộc Sách phải đi đến hành động trả thù và đồng thời giết người diệt khẩu. Thưa chú, tin vui cho chúng ta, con gái của ông Tám Khánh đã tỉnh lại. Chị ơi, chị ơi, chị bình tĩnh. Chị ơi, chị, 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 chị bình tĩnh lại. Anh Tám Khánh có tội tình gì? Hả? Tao giết mày! Tao không có làm! Sát! Mày cuồng sát! Tao đã nói là tao không làm! Chính mày! Mày đã hại đời Lệ Lệ! Mày đẩy bao nhiêu người vô vòng lao lý? Hả? Mày tận tuyệt! Rồi mày giết cả anh Tám nữa. Anh Tám vừa mới bàn với tao nè, là cho Lệ Lệ đi phẫu thuật lại gương mặt. Mày, mày ác quá Sách ơi. Mày ác quá. Mày, tao không có làm. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao vậy? Yeah.
Tao đã nói với mày là tao không làm. Tao sẽ cắt lưỡi mày nếu mày còn nói nữa. Tư Dịnh, mày có nghe không? Mày buông ra. Mày không làm hả? Mày không làm thì ai tin? Hả? Dấu tích còn rằng rằng ra đó. Mày ra kia đi. Mày ra kia mày gào thét để người ta tin mày đi. Được rồi, tao sẽ đi. Mày giết tiếp Lệ Lệ đi, thằng khốn nạn. Im. Không tao bóp nát cổ mày đâu. Mày nhớ chưa? Chị là Hai Bên. Công an đó, mày chạy đi. Vì Lệ Lệ, tao xin mày, mày chạy đi. Anh đã bị bao vây. Chúng tôi yêu cầu anh đầu hàng. Nó đâu? Nó đâu? Nó đâu? Thằng sách nó. Nó chạy bên kia kìa. Một người ở lại, một người theo tôi. Đó. Đứng lại. Giơ tay lên. Giơ hai tay lên. Sách, anh đã bị bắt. Để tôi đi. Không nói nhiều. Quỳ xuống mau lên. Chống cự, tôi bắn chết đó. Mau lên. Dạ, khoảng 5 giờ chiều á, tôi đang ở trong bệnh viện, có điện thoại. Ban đầu á, thấy số lạ, tôi không có bắt máy. Nhưng tôi linh tính. Nhưng rồi tôi nghe máy, đúng là thằng Sách. Vậy theo lời nó dặn, tôi ra tới điểm hẹn. Nhưng mà nó không thừa nhận là nó giết Tám Khánh. Cái tôi tức lên, tôi xông vô tôi đánh nó. Nó cứ đứng được ra vậy đó. Rồi nó quật tôi xuống đất, rồi cái nó bóp cổ tôi muốn chết vậy đó. Cô điện thoại tối hôm qua gọi cho công an. Vậy theo anh, ai là người đã gọi điện thoại báo cho công an đến đó bắt Sách? Mô Phật, tôi làm sao biết được. Đừng để ai chết thêm nữa. Dạ, thưa thủ trưởng, em đây. Dạ. Dạ, chính em đã bắn nó. Thủ trưởng cũng biết là em bắn như thế nào rồi. Mà đến nơi á thì nó lại mất tiêu. Vô. Mồi nè đại ca. Dùng đi đại ca. Mồi ở quán này ngon quá hả mày? Mời đại ca trước mày. Tao ngồi đây được không? Dạ được anh. Ngon quá mày. Dạ anh tự nhiên. Ừ, đồ ăn đây ngon nè. Ê. Dạ sao anh? Tụi mày để đồ ăn ở đây làm gì? Cũng cô Hồng hả? Mày đi. Dạ dạ dạ. Dạ hai anh thông cảm ạ. Bên kia có... hai anh qua bàn bên kia để đem dọn đồ qua cho. Nè. Dạ. Thông cảm cái gì hả? Dạ, dạ đâu ông nội đâu mà ghé quán là mày phước dạ, ba đời dạ, nghe chưa? Đâu nói gì đâu. Nghe chưa? Dạ anh uống gì để em ở đợi cho anh nè. Nói cái gì dạ. Hả? Nói hả mày? Trời, ma mày. Ma mày. Ma mày. Mày. Tao cảnh cáo mày nghe nhóc. Mày muốn chơi kiểu nào? Tao đang chán đời nè. Nếu mày thích ra nhị từ Tiều Châu. Tao mà không chơi được mày, tao không phải thằng tài máu. Thề hả? Mày, mày làm hả? Gì hả mày? Mày hả? Mày có muốn thử hộ trọng không không? Tụi mày đứa nào làm được chiêu đó? Ra đó gặp tao. Hiểu chưa? Má. Nè. Đây là đâu? Tại sao lại trói tôi? Bài quá, chú tỉnh lại rồi. Không trói sao được. Vết thương của chú không có hiểm, nhưng mà nó mau làm độc quá. Tôi phải nướng dao để khử trùng. Mai nghe, phước đức chú còn lớn đó. Để tôi mở.
Nhưng mà ai bắn chú vậy? Cho tôi miếng nước. Cho tôi miếng nước. À, nước hả? Rồi rồi rồi. Uống từ từ coi chừng nóng nghe. Uống đi. Tôi là dân dạy võ nên bây giờ có người trả thù. Vậy chú thuộc môn phái nào? Thật Sơn. Rồi rồi chú học ai? Thầy Hải Phi Hùng. Hả? Thầy ơi, trời Phật ơi, đúng là cơ duyên anh em con lại được gặp nhau rồi. Tôi cũng là học trò của thầy Hai, nhưng mà chỉ học thuốc. Chú tên gì? Năm Đạo. Tôi là thứ năm. Tôi thứ ba. Rồi 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 chú tuổi gì? Tuổi Dần. Tôi Thủ Tý. Chú nhỏ hơn tôi gần một con giáp lận. Vậy thì anh em mình xưng hô là anh em cho nó thân mật ha. Tại sao tôi lại ở đây? Con Út Khanh nó cứu chú đó. Nó về nó kể với tôi là thấy chú nằm nửa dưới sông nửa trên bờ. Út Khanh. Sao tỉnh chưa Nam Đạo? Thấy đỡ hơn không mày? Đỡ nhiều rồi anh. Anh đi đâu vậy? Anh vừa đi chợ về hả? Em có tiền trong túi áo đó. Khùng. Chợ đâu mà chợ. Cả cái xóm này chừng năm nóc nhà. Tao có gửi nấu miếng cháo cho mày. Cái xóm bưng này đi hết rồi. Sắp tới nước nổi, mai mốt còn tao với mấy con muỗi. Nay có thêm mày về cũng vui. Mà hễ mày đi luôn thì tao cũng như mọi năm thôi. Năm, tao thấy mày có nét giống thầy quá mày Năm. Nói con thầy chắc người ta tin lắm à. Ai cũng tưởng như vậy. Nhưng mà em ở Tuốt Lúa Tri Tôn. Ở đâu đây mà con? Biết đâu, con rơi con rớt thì sao mày? Mà cầu cho được vậy à mày? Anh ba. Hả? Ở đây có năm nóc nhà. Anh bốc thuốc thì sống kiểu gì? Cái thằng, ai nói gì thì nói, nhưng cá dưới sông nó đầy ra. Miễn mày đừng có làm biếng thôi hả? Biết ái tình ở dòng sông Hương, sống no đầy là nhờ cửu long mà mày. Nước sông Hồng Đỏ gì chờ đợi mong. Người ta nói cạn kiệt con mẹ gì đó. Ê, nhưng tao cho mày hay nha. Quê của mình giàu có bao la nha. Biết nuôi, biết dành, biết giữ à. Như đài, như báo người ta kêu gọi á. Ta nói tiền không à. Nuôi cả nước này chứ đừng nói chi thằng Năm Đạo. Anh ba. Gì nữa? Có ai biết em ở đây không? Mày khùng hả mày? Tụi nó dám bắn mày, mình để lộ tông tích chẳng khác gì để nó giết mày. Con Út Khanh nó cũng dặn tao kỹ lắm đó. Chú ba ơi, có nhà không chú ba ơi? Anh ba. Anh ra ngoài đi. Vô trong đi. Chú ba ơi. Chú ba, chú ba. Chú ba. Đi đâu vậy nhỏ? Để đầu nắng quá vậy. Chú. Nó tỉnh rồi. Nó là thằng ông binh. Tao điều tra hết rồi. Sao vậy chú? Có chuyện gì nữa hả? Chú này quỷ không à. Chú nói vậy bay không tin thì vô hỏi nó đi. Chú ba tôi nói anh chưa vợ. Tôi tin anh được không? Chú này nói kỳ ghê vậy đó. À chú ba, con mới mua nè. Trời đất, tao mới mua hai trái cật với nửa trái tim dần dần đây nè. Thôi thôi, mày có lòng thì vô trống nấu cho nó ăn đi. Tao không dính vô chuyện này nghe. Chú này, chú lúc nào cũng cà rỡn không à. Thôi, chú thương người ta thì thương cho trót đi. Bà mẹ nó, người dân thì không, người thương phong long vậy trời.
Thôi dẹp chú đi, thôi không có giỡn nữa, con về nha. Thôi chú vô nấu đi. Con về nha chú. Ừ. Ê, mày nghe lén hả mày? Mà nè, mày thấy cháu gái tao đẹp không? Đẹp. Tao cho mày ăn cháo tiêm cực thấy bà nội mày luôn. Chờ cho đến bao giờ anh được làm người đúng như mà anh mơ ước? Em tin anh đi, cũng không còn lâu nữa đâu. Khi mà anh tỉnh táo hoàn toàn sau một cơn ngủ mê, em dám chắc với đại ca, thằng này nó đang muốn gì chứ không phải chơi đâu. Nó khoe ngón hổ trảo, biểu đủ tư cách thì chơi với nó. Ủa, sao đang hứng mà xiều ngang vậy đại ca? Như vậy nó coi mình ra cái gì nữa? Em chém chết mẹ nó luôn á, lão cá ở đây hả? Dạ, thì đại ca biểu vậy thì em nghe vậy. Nhưng nó hỗn láo một lần nữa làm chơi à? Dạ, em biết rồi đại ca. Dạ, chào đại ca. Má nó, hắc hổ coi bộ xếp con mèo con rồi. Ừ. Ông biểu, đứa nào mà đụng tới nó chết mẹ với ông. Mày thấy vô lý không? Vô lý. Tại vì anh hắc hổ á, anh sợ mình bại trận. Biết đâu anh có ý của anh thì sao? Đại ca mà thích á, em chơi ngồi, trốn nó ngoài nhị tì luôn. Trời ơi. Chị Lê Lê, em tới thăm chị hả? Dạ, bữa giờ em vẫn ở đây mà chị. Em về đi, về lo chuyện nhà đi em. Chị ơi, em không bỏ chị đâu chị. Ba em có dặn là khi nào chị khỏe thì sẽ đón chị về trển. Về với em nha chị. Em suy nghĩ kỹ chưa? Sao mà chị cứ hỏi đi hỏi lại em câu này hoài vậy? Ai sao em kệ. Còn em, gia đình em, chị bao giờ cũng đẹp hết, bao giờ mọi người cũng hãnh diện vì chị. Đó là người ta chưa nhìn thấy chị và chưa đối diện với chị thôi em. Chị ơi, xấu lòng, xấu đạo đức thì mới đáng sợ. Còn xấu mặt thì có hại ai đâu hả chị? Có chứ. Người ta sẽ đứng tim khi nhìn thấy bộ mặt này của chị đó, em có biết hay không? Không đâu chị. Chị ơi, chị bình tĩnh đi. Chị không sao đâu chị. Má ơi, con còn nhớ câu thơ mà má dạy: Nhật mộ hương quan hạ sứ thị, yên ba gian thượng sử nhân sầu. Con đang ở cái giờ nhật mộ, con thèm được một ngày ở quê cũ, ngồi lửa cái với con bé hai, rồi quẹt sình lên mặt nhau để má đánh đòn. Má ơi,
bé hai dì con mà. Má ơi, chú Hai Săn nói với con, mày gieo hạt gì thì sau này mày sẽ hái trái đó. Mà con đâu có tin. Cái giờ nhật ngộ của cuộc đời con là quả báo má ơi. Dạ, chào hai cô. Làm phiền hai cô một tí, cho tôi hỏi đường á. Phải đi hết cái đường này rồi ra tới cái đường đá phải không? Ủa, bộ anh không biết đường hả? Không nói dấu gì hai cô. Tôi là người buôn trâu. Sáng nay mừng quá, gặp được cặp trâu ở Vĩnh Lộc á, cái đâm ra quên đường luôn. Còn cái này nữa, thật ra tôi có thằng em, mà không phải thằng em đâu, mà là thằng bạn. Nó bị cướp bắn ngoài kia luôn, đâm ra cái sợ tinh thần hoang mang quá không có nhớ đường. Cái vụ đó em có nghe nói á, nhưng mà chỗ đó hả cách đây xa lắm. Ủa vậy đi hết đường này rồi đi tiếp đường nào nữa chị? Dễ lắm, anh đi ngược lại đi. Anh đi giữa đường bờ rồi tắt theo ngã rẽ thì gần hơn, gặp người ta thì anh hỏi đường ra đi xuống. Trời ơi, bậy bạ hả? Mày đi đường nhà ba Lộc á gần hơn chứ. Nhỏ này, người ta đã nói sợ đường vắng mà. Vậy là như cô này nói á, là đi theo cô này sẽ gần hơn hả? Nó sẽ gần hơn mà lại đông người nữa. Có điều là mỗi nhà nó hơi thưa nhau xíu thôi. Đông người được á, đông người an toàn, chứ nhắn nhắn sợ. Thôi không làm phiền hai cô nữa. Dạ. Thôi chào hai cô. Dạ, tôi đi không nha. Có gì. Tôi đi nha. Chào hai cô. Dạ. Xin phép. Thôi tao phải ghé nhà dì Bảy tao, mày cứ về trước đi nha. Trời, làm gì thấy trai mặt thờ thẫn ra vậy? Anh ơi, anh ơi, nhớ bạn em nó hỏi á, anh có vợ chưa kìa? Hả? Có rồi, nhưng mà vợ nằm ở nhà người ta. Tao chết. Không xong rồi mày ơi, tụi nó kiếm mày. Con Út Khanh nó về nó gặp tao trên đường, nó báo tao, tao chạy về cho mày hay nè. Tao coi, bây giờ vậy nghe, tao lấy cho mày ít thuốc, mày chạy đại vô đồng ông cổ, trong đó có cái chòi dịch hẻo lánh nhưng mà an toàn lắm, còn vết thương này để tao lo hé. Anh à, còn Út Khanh thì sao? Mày cứ đi đi, để đó tao lo, rồi vô lấy đồ đi liền đi. Gì nữa anh ba, em nghĩ lại rồi, hay là anh đừng nói gì với cô Út Khanh nữa, anh cứ nói là em gửi lời trả từ rồi đi mất rồi. Rồi thôi được rồi, đi đi đi, để tụi nó kéo tới đây là hư chuyện đó. Đi đi đi. Anh ba. Anh ba. Gì? Nghe nói ở đây có người bị thương phải không anh? Ai? Tôi đâu bị thương đâu. Ý của em nói là có người tới đây. Hiểu rồi. Ở đây có mình anh tôi hả? Tôi tưởng chú hỏi tôi. Cho ngồi cái anh ba. Thôi tự nhiên. Nóng quá. Sao? Tụi mày muốn gì hả? Tụi bay làm thịt nó. Cắt cái lưỡi để lại cho tao. Dạ. Thích thì chiều mày. Bước vô. Nhìn tụi bay đánh giống như là đàn bà vậy. Sao? Đánh mạnh lên đi. Chết đi. Tao thử mày chơi thôi. Giờ này mới là đưa hồn mày đi đây. Mày thông cảm cho tao. Chiến tranh với thủ đoạn luôn đi đôi với nhau. Sao? Hả? Đưa tao đi gặp Hắc Hổ được chưa?
thả đi cầm đâu ra mày. Sao? Trong ba bữa nữa mà tao không có cuộc hẹn nào, mày tiêu đời đó. Nhớ chưa? Bớt không mày? Bớt nhiều rồi anh. Ông già mày, ôi lộn, ông thầy hồi xưa cái gì chứ chiêu này độc lắm mày. 4-5 bữa là liền miệng hả? Coi uống thuốc đều đặn cho mau hết. Ở đây có mấy thang thuốc với mấy bộ đồ nè. Y chèn ơi, tao quên, hôm qua này chắc đói lắm hả mày? Vết thương mà ăn củ mì cái kiểu này nó làm độc một cái là chết. Thiệt tao sơ ý quá. Chắc rồi cũng phải nhờ cô Út Khanh một tay mày Năm ơi. Chứ cái vụ cơm nước mày bệnh dày tao lo mày không được đâu. Anh ba, đừng có làm việc Út Khanh nữa. Mày khùng hả mày? Thì tôi còn mắc nợ đời này nhiều lắm, chưa đi liền được đâu. Phải trả cái đã. Có khi còn trả lời mấy 100% nữa kìa. Út. Dạ. Sao không đem cơm lên trên xới cho nóng rồi xới dưới bếp vậy? Mọi dạ. khi đem lên trển mới xới mà. Dạ. Tại vì tại vì con quên. Mà bộ hết gạo sao nấu ít cơm vậy? Dạ tại vì con ăn rồi nên con sợ chiều nay phải ăn cơm nguội. Má mày, ai biểu mày học lại đây cơ hả? Trong mắt mày còn tao không mày? Đồ khốn nạn, biến mẹ mày đi. Biến mẹ. Tại em hả? Tại tao chắc. Cái bố mà nó không bị sức cán thì tôi đâu có bị như vậy. Phải chi mà tôi giấu được cái cục u này thì tôi đâu phải la. Biến u quà. Hồi hôm mà cái bố không sức cán đó nha, là thằng đó chết dưới tay tao rồi. Mày đồng ý không tư tưởng? Tao mà kể chuyện này cho đại ca Hắc Hổ biết á, tao được đổi tên lên Chiếu Chắc. Tên gì? Chiếu gì? Dạ hả? Dạ tên Ba Búa. Chiếu nào? Dạ Chiếu con chiếu viên tư tưởng á đại ca. Má mày. Biên Biên luôn mày. Em nghe chú Ba Lộc nói anh với chú Ba Lộc học cùng một thầy, mà sao anh không làm nghề thầy thuốc? Tôi chưa học tới nghề cũ mà. Mai mốt á, anh đừng có bỏ nghề thuốc, uổng lắm. Nghề đó là nghề cứu người, mà cứu người là cao quý lắm. Người ta nói nghề đó còn hơn xây 10 kiển chùa nữa đó. À, hỏng ấy á, anh qua phụ với chú Ba Lộc cho khỏi bị lục nghề nha. Tôi giết người cũ mà. Anh nói gì? Anh... Ý của tôi là nếu tổ nghề không đãi là ăn quản thành ra giết người, chứ chẳng phải chơi đâu. Trời ơi, tôi phải nói gì?
tôi nói gì bây giờ? Dân miền Tây mình thì anh biết rồi, cứ thiệt tình với nhau là tình thương không thiếu. Đất này từ xưa giờ chưa bao giờ dung dưỡng cho đám du côn ba đá. Rồi anh Năm coi, mai mốt mà biết ra anh Năm là người lương thiện thì chẳng khác gì người trong nhà bà con dòng họ. Không bao giờ có chuyện phân biệt như vậy đâu. Mày đừng lo, cứ còn trời sáng là còn hy vọng. Miễn là mày đừng có làm cái chuyện trái đạo đức là được. Tao nhớ hoài lời thầy dạy, con người còn hơn được cái con thú là không cấu xé lẫn nhau, hút máu đồng loại. Mày giống thầy lắm nghe Năm Đạo. Chị Thanh. Em nè. Cậu là... Em Điển nè. Chị nhớ không? Trời ơi, em là con của cậu Ba Trí nè. Hồi nhỏ á, chị hay gọi em là thằng Điển Điển nè. Nhớ không? Em nghe tin Dường Tám cho nên em mới tức tốc lên nhà coi thiệt hư ra sao, rồi về dưới báo cho dòng họ mình biết. Với lại em cũng nghe mấy anh chị ở dưới này vừa về, họ lo công việc xong rồi họ xuống liền. Hết rồi em ơi. Chị bình tĩnh đi. Mà chưa về thành phố hả? Dạ. Chị Lệ Lệ vậy, sao mà em về thành phố được hả anh? Tại tao hết, thương quá, rồi mù quáng. À, mà có tin gì của anh Sách không? Tao lại mày đó. Mấy bữa trước tao có gặp nó, nhưng mà chưa kịp nói gì hết thì cảnh sát ập tới. Nghe đâu nó dính đạn rồi đó. Cảnh sát theo tao từng bước, bây giờ thằng Sách không biết sống chết ra sao nữa. Anh nói cái gì vậy? Lệ Lệ à, bình tĩnh, bình tĩnh đi em. Chắc nó không sao đâu. Chính anh đã giải dây cho nó mà. Anh diễn giỏi lắm. Dù không còn gì nữa thì tôi cũng xin cô đừng có ác miệng với tôi như vậy nữa. Nếu như cô cần nữa, chỉ cần 15 giây thôi là thằng Sách bị trói như một con chó gì đó. Ai trắng ai đen sẽ rõ hết. Cảnh sát thì cô quá rành rồi, nhưng mà thằng Tư Vĩnh này còn là con người. Một câu hỏi lớn mà chúng ta cần giải đáp là tại sao Hắc Hổ không trực tiếp gặp Thanh Sơn? Hắn là một kẻ giỏi nhịn nhục, hay là đó là kế sách của hắn? Ủa, anh mới tới hả? Em đi ra ngoài chút xíu. Anh có mua ít đồ cho em nè. Bệnh đã đau trạng không tốt. Anh kia, chị xin lỗi. Ông cũng biết lừa đảo quá ha. Ngộ biến thì phải tầm quyền thôi, vì không ai sâu sát vụ này bằng tao với mày. Giả lại, để sót lọt thì nguy hiểm giống như lãnh đạo đã nhận định. Lúc rà soát lý lịch nhà ông Tám Khánh, ta đã mò ra được cháu vợ của ông ta có một thằng tên là Điên Điển. Thằng này có một thằng em út đang có mặt ở nhà con gái ổng ở trên thành phố. Vậy cuối cùng á thì được gì không? Bởi vậy tao mới tìm mày nè, vì chỉ có mày mới đột nhập vô nhà ổng được thôi. Nó bậy đi. Tao nói thiệt đó,
Vì tới giờ nhà ông Tám Khánh vẫn bị canh gác cẩn mật cảnh sát Cần Thơ. Họ làm việc cẩn thận lắm. Mày tới chỗ Châu Kiển ngay cổng, có cái bóp của thằng ăn cướp làm rớt ở dưới đó. Nó không ngờ con gái ông Tám Khánh còn sống, lết ra tới cổng rồi nhét dưới đó. Vậy mà ông cũng tin được hả? Con gái của ông Tám nhớ rõ. Con khẳng định tên hung thủ mặc áo bốn túi, cái bóp để trong túi áo. Xuống đi mày. Đâu, mày làm thử cái ruột cá này coi. Nè, ở cái xứ này á, mà bớ hơ mà gặp ông già vợ gấp cái ruột cá một cái không là mất vợ nghe con. Khanh năm nay bao nhiêu tuổi anh ba? 30 hả mày? Hồi xưa mà như nó là ta coi đã ế rồi đó. Con nhỏ đẹp chứ. À, con bộ dính cửa rồi hả cha? Tôi phạm thấy mẹ. Với lại... Là sao? Tôi đính hôn rồi. Vậy thôi, nhưng mày phải rõ ràng. Đàn ông phải có trách nhiệm. Làm ta khổ là tội nghiệp. Phải chi mà. Sao tự nhiên ngắt ngang vậy cha? Trước cái vô tư của Út Khanh, tôi muốn khai sạch anh ba. Cái gì? Lý lịch. Nói chung là muốn cởi bỏ tất cả để cho bớt nặng lòng. Ước gì tôi được ở đây chăn dịch thôi cũng được. Khỏe re như bò kéo xe. Nhưng mà phải chờ qua trận dịch này cái đã. Thấy không? Con Út nói không phải nói chứ, nó vừa đẹp người vừa đẹp nết đó nghe mày. Không thương gì, thương cái nết. Nói về tốt ở trên đời không ai tốt bằng nó nghe mày. Nè, tới dòng mày nè, vô cái đi thừ người ra vậy. Má, bộ không nghỉ hả con? Dạ, con phải làm kẻo tắt nắng má. Coi á, kiếm ai về phụ hợ đi, chứ tính làm ơn mình hả? Ba má già cả hết rồi. Dạ, con có dụ mà không có thằng nào ngu hết má. Quỷ nè, trả lời má vậy hả? Út. Ba. Nghe ba hỏi nè,
Ba nghe nói á, dạo này á con hay qua nhà bà Lộc hút thuốc lắm đúng không? Tao nói mày có nghe không? Dạ con có qua, nhưng mà con có qua hoài hồi nào đâu ba. Con qua có 2 lần à. Chú bà Lộc thì ba rành quá rồi còn gì. Tao có nói bà Lộc lạ đâu, tao nói lạ là mày kìa. Ba, con biết con phải làm gì mà ba. Tao cũng tin là như vậy, nhưng biết đâu á mày với bà Lộc á cùng phe với nhau làm cái gì làm sao tao biết được. Ông này khi không nói vậy à. Nó với ba Lộc chú cháu thỉnh thoảng gặp nhau thì nói chuyện là bình thường có gì đâu. Nè bà chờ đó, có cái gì rồi á đừng có trách tôi à. Nè con có cái gì không, nói thiệt má nghe coi. Dạ đâu có gì đâu má. Bà biết không, người ta nói á lộ rài á nói gì ba Lộc á bí mật lắm. Hãy sáng á nó qua nhà ba Lộc á thì y như rằng á thằng ba Lộc á đi vô bưng suốt đêm tới sáng mới về. Trời đất ơi, ai mà rảnh dữ. Nè mẹ con bà liệu hồn á nha. Thưa anh, em đã đưa tấm hình của sách trong cái bóp hung thủ để lại hiện trường mà Thanh Sơn lấy được cho con gái Tám Khánh xem. Hình như là không. Trong suốt buổi hình như nó rất ít nói, hoặc là chỉ nói 1-2 câu ngắn gọn thôi. Theo em nghĩ là có thể hung thủ không phải là sách, nhưng tại sao những dấu vết để lại hiện trường đều ám chỉ về sách? Linh cảm báo cho tôi biết chung quanh sách vẫn còn rất nhiều bí mật. Đây là một vụ án, nếu mà không cẩn thận sẽ dẫn đến oan sai. Bình ơi, Bình ơi, Bình, mày đâu rồi Bình ơi? Ủa, chết thằng Bình đâu rồi em? Nó về thành phố rồi. Anh nhờ người ta cắt thuốc nè, sắc mà uống cho mau lành, mấy vết thương còn chảy nước vàng nữa. Thằng Sách nó đòi về đây, anh tính sắp xếp để tối mai nó về. Tôi lại anh đó, đừng một ai tới đây nữa được không? Nhưng nói gì thì nói, cũng đã có một mặt con rồi, phải nhớ thương chứ. Anh im đi, tôi đang muốn quên hết tất cả mọi chuyện, anh đừng có nhắc gì nữa. Còn nếu anh muốn, anh hành hạ tôi nè, hành hạ đi. Tôi lại anh đó, anh làm ơn đừng có tới đây phiền tôi nữa. Cô tưởng tôi muốn tới đây lắm sao hả? Không gì chút lương tâm chút tình người á thì chắc là tùy cô thôi. Chú em, cho qua hỏi, ở đây có phải trò dịch của thầy Ba Lộc không chú em? Dạ, phải. Chú đây là... Chú á, quen biết với thầy Ba Lộc, định ghé coi thầy Ba Lộc có ở đây không, vô thăm chơi. Dạ, mời chú vô uống nước. Nhưng mà anh ba con không có ở đây. Vậy à? Tao nghĩ rồi, anh chị Sáu mà có hỏi thì mày cứ nói nó là em tao. Mà nó là em thiệt chơi chứ có xạo đâu. Nhưng mà chú nghĩ ba con dễ tin vậy sao? Ừ, trời ơi, ai hơi đâu mà truy bay ơi. Mà nhưng nếu vậy, lỡ ba con có hỏi tại sao anh bị thương thì con biết nói làm sao? Chàng ơi, cái này mới khó nha, phải khớp mới được nghe bay. Chú em được mấy cháu rồi? Con có vợ, nhưng mà không có con. Trời đất, sao vậy? Bà xã con đẹp lắm, nhưng mà bà bị bệnh.
Thôi kệ, trời cho sao hưởng vậy. Đừng cứ gì vậy á mà phụ bạc người phụ nữ tội nghiệp. Dạ. Mà chú em bỏ đi như vậy á, chắc là bà xã buồn lắm hả? Dạ không có đâu. Nghe anh ba nói vụ nuôi dình nên con định qua coi thử. Nếu được á thì đưa bà về đây. Chú em còn trẻ mà có thủy có chung vậy là ta chịu đó. Dịch ở đây thì được, nhưng mà tao nghe cũng căng lắm. Mới vừa rồi á, dịch cúm chết sạch hết. Huyện có hỗ trợ á, nhưng mà cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng mà thôi, tùy chú em, cứ coi được thì làm. Dạ. À, bữa nào rảnh á, ghé nhà tao chơi. Cứ bắt đường mờ này nè, đi thẳng tới cầu khỉ, qua cầu quẹo trái, hỏi nhà cháu Hoàng á, ai cũng biết hết á. Thôi chú về nha. Dạ. Nếu có lòng á thì ai cũng tới được hết á. Dạ. Con cảm ơn chú Sáu. Nhưng mà đừng có nói đi đâu cho thằng Ba Lộc nó biết, để bất ngờ chơi. Dạ. Thôi chú về nha. Tao đây, đại ca tao chấp nhận gặp mày. Ok, mày cứ chọn địa điểm đi, rồi bắn tin cho tao. Chúc mày sống thọ. Từ biên giới, tao đã nghe mày đang ra sức lấy số. Đáng lẽ với một thằng tào lao như mày thì tao không cần phải để ý. Nhưng nói chung mày làm hơi quá. Mày muốn gì? Muốn thì tao muốn nhiều lắm. Thí dụ như là tụi mày theo tao làm ăn cũng là một cái tao muốn. Tao vô chốn giang hồ từ khi mày còn ở trong đầu gối ông già mày. Trong chốn giang hồ chưa có một thằng nào nghe hai chữ hắc hổ mà mật của nó còn nguyên trong lá gan. Không có gì ngạc nhiên đâu. Từ xưa tới giờ không có ai, bây giờ sẽ có tao. Ý của mày sao? Mày thích thì tao chịu. Nhưng tao nói trước, chỗ này không có người, mày tìm cách chôn tao trước, trước khi tao chôn mày. Mày mở mắt to ra chưa? Đó là thằng Chèo. Dạ. Mục đích của nó đã tìm thằng Bạch Ngọc được. Dạ. Nhưng tao nói trước, chuyện này mà lọt ra ngoài tao sẽ cắt lưỡi mày. Còn tụi Chèo đang bao dây dưới kia thì sao đại ca? Tụi nó sẽ rút em khi tỷ số là một điều. Nếu mình ra mặt sẽ bị lộ thân phận với thằng con kia. Mày chơi khô máu đi. Mày biến đi, đừng để tao gặp lần thứ hai. Tao thề tới chết tao cũng sẽ tìm mày. Trở về hả? Dạ, em ghé qua đây sẵn đưa cho anh mấy cái đồ ăn nè. Cô Út cầm giỏ cá này về ăn cho vui. Tôi để đây nghe. Ủa, anh Năm cũng biết bắt cá nữa hả? Tại không làm chứ, làm cái gì mà không được. Mấy con cá lóc đen mung coi đã quá chừng. Anh Năm định ở đây bao lâu? Trời đất, cô Út tính không cho tôi ở đây nữa hả? Dạ không có. Bộ anh Năm không có nhớ chị Năm hả? Chị Năm mà biết dễ gì chị Năm để cho anh đi như vậy. Sao cô biết? Chú Ba Lộc thuật lại cho em biết hết rồi. Sao vậy anh Năm? Nếu có gì không phải á, thì cho em xin lỗi. Không có đâu. Tôi cảm thấy buồn khi nhắc về bà xã vậy thôi. Chị Năm đẹp lắm ha anh? Đẹp, với lại hiền thục và nhân hậu nữa. Anh Năm kể cho em nghe với.
Cô Út thích nghe thật không đó? Cô Út nè, nếu mà cô nghe, cô biết tôi là một con người xấu, cô có còn thương tôi không? Ý của tôi á là quý mến và giúp đỡ tôi như bây giờ. Cái anh này, khi không mà xấu là xấu tới cỡ nào? Xấu đến ghê sợ luôn đó. Dữ không? Mấy thầy ở chùa dạy, Đức Phật có nói, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nôm na là ai biết tu sửa mình sẽ thành Phật, xấu mà biết sửa tốt, còn hơn là biết xấu mà cứ lao vào tội lỗi. Cô Út trước mặt tôi là cô Út hay là Bồ Tát vậy? Em mà là Bồ Tát thì anh đâu có ra nông nổi này. Kích đáo. Cái chứng minh nhân dân trong bóp cuốn sách mà cháu đem về được xác minh là chứng minh nhân dân giả. Sau khi gặp Hắc Hổ, cháu có một ý kiến cần trình bày. Cháu nói đi. Cái tên của sách còn khá xa lạ với đám giang hồ của miền Tây. Lời đồn hoặc tên hiệu của sách chỉ là hiệu ứng của đám đông, chứ còn nói để sợ thì không hề. Cho nên mối quan hệ chằng chịt và lợi dụng tên tuổi của sách là càng không có cơ sở. Nếu thằng gặp cháu hồi hôm là Hắc Hổ thì những phân tích vừa rồi chỉ ở mức có thể. Nhưng nếu kẻ đó không phải là Hắc Hổ thì sao? Ba. Ừ, con đi chợ vậy đó hả? Dạ con đi chợ, sẵn có mấy con cá ngon quá, con mua về rồng ăn mấy bữa luôn ba. Đâu đưa ba coi. Dạ. Chà, có bộ được à. Nè, con lựa hai con trọng trọng á để cho ba nướng chui, rồi đi mua thêm bánh tráng. Sắp tới á ba có đãi mấy người khách tới chơi. Dạ, ba để con làm cho. Cá này á mà nướng rơm rồi để mỡ hành lên là ăn ngon hết sảy luôn đó ba. Được á. Chị Lê Lê, cậu tới đây làm gì? Người ta cho ba em về rồi chị. Cậu nói sao? Chú Hai được về rồi hả? Dạ. Nhưng mà ba em mình nặng lắm chị. Ba đòi xuống thăm chị đó, nhưng mà em cản, tại em không biết ý của chị như thế nào. Thôi, đừng có để chú Hai xuống đây. Bây giờ tôi không có muốn gặp ai hết. Chị à, chị đừng có như vậy mà chị. Dù 70 á vẫn chưa biết ai lành mà chị. Chị thấy đó, anh Tư vẫn một lòng với chị, có ai bỏ chị đâu. Vậy mà tôi cứ nghĩ Tư Vịnh sẽ không bao giờ quay lại đây lần nữa. Tôi không nghe, không thấy tâm hơi anh ở đâu hết. Lòng tôi không có con người đó. Cậu đừng có nhắc con người đó trước mặt tôi nữa. Trời đất, sao ông nằm nghỉ đi ra đây chi ông thần nước mặn. Anh ba uống nước đi, để em làm phụ cho. Biết không đó? Biết chứ, mấy cái này dễ ẹc à. Có cơm với cá kho dưới á, xuống lục đại làm bụng đi.
Chúc em ơn. Có vỏ dưa leo nữa, nó ngọt hết biết. Tao tính đem vô cho mày một mớ á. Có gì hứng chí vậy? Nói nghe coi. Hơn nửa đời người, bây giờ em mới thấy thế nào là hạnh phúc. Hồi sáng em nói hết với Úc Khanh rồi. Nói gì? Nói về chuyện người đàn bà bị em hại đời. Trời đất ơi, tưởng gì thằng. Mà có ông Sáu Hoàng tới tìm anh có việc gì đó. Ông mời em qua nhà ông chơi. Ai? Ông Sáu Hoàng. Hả? Anh sao vậy? À, không có gì, không có gì, không có gì. À, mai chiều á rảnh mày đi với tao qua ổng chơi cho biết ha. Dạ. Ừ. Chẻ tre bên sao cho dày, băng qua sông Mỹ, băng qua sông Mỹ có ngày gặp em. Bữa nay trúng bà. Ủa, còn mấy đứa nhỏ đâu? À, con lớn thì đi học, còn mấy đứa nhỏ thì kéo qua ngoại rồi. Bà thấy trong người sao? Ờ trời, thì sắp sanh rồi, nó mệt chứ có gì. Có gì nói liền nghe. Chứ tôi ý y đi đâu đó bất tử, ở nhà trở tay không kịp. Hả? Ừ. À, dạ, chào chị. Ờ, chú là... Dạ em là Nhân Lấy Trâu. Khát nước quá, ghé nhà chị xin miếng nước uống. Dạ. Ông ơi. Ôi. Ông lấy miếng nước cho chú này uống nè. À. Chú người dùng nào mà lại qua đây lấy trâu? Dạ em ở Vị Thanh á, nội ở bển, còn ngoại ở Thốt Nốt. Vị Thanh á hả? Dạ dạ. Hồi trước đúng ra là tôi làm rể bên đó đó. Hả? Cảm ơn anh. Dạ. Anh chị à, người dân vùng mình á chắc là bám đất sống lâu năm lắm ha. Ừ. Ủa anh hỏi thăm anh thứ mấy vậy? Tôi thứ tư. Dạ anh tư. Ờ, dân ở đây nói chung ruột thịt bà con không à. Dạ vậy là cái vùng mình dân mà lấy trâu như em á chắc cũng nhiều anh hả? Đâu cũng một hai người gì đó, với lại bây giờ ít trâu lắm, có thì cũng múc ở trong đồng trong bưng ở trong á. Cũng không có nói giấu với anh chị, em có thằng em á, nó tên là Sách, nó thứ hai. Nghe nói nó dọn về đây nó ở nè, mà em tìm hoài tìm miết luôn á, không thấy nó đâu hết. Hai Sách? Ở đây làm gì có Hai Sách bà. Ở đâu á chứ, sớm này có người lạ là người dân biết liền. Đúng. Hà bà con thôi tới chơi á, bữa hai á là ngoài chợ người ta hỏi rần rần hà. Dạ. Có mấy móng đâu. Úc Khanh. Trời ơi, làm gì vậy chú ba? Ông già đâu rồi? Dạ, ba con ở trong nhà. Trời ơi, ông già vô tận trong chòi gặp thằng Năm. Ờ, nhưng mà không sao. À, ông kêu ông vô gặp nó chơi. Hôm rồi ông về, ông nói gì với bay hả? Dạ không, con đâu có nghe ba con nói gì đâu. Thôi kệ, tùy cơ ứng biến thôi. Tối mai tao dắt nó ra trình diện đại ca cho rồi bay ơi. Tới đâu tính tới đó, mà cũng có gì đâu mà sợ. Nhưng mà
Như vậy có được không chú ba? Ai vậy mà lọc hả mày? Dạ em đây anh Sáu ơi. Ừ, mày vô đây tao hỏi chuyện chút coi. Anh ba. À, chết mẹ rồi, mày thua. Anh nói gì tôi nghe không hiểu. Không một chút hy vọng nào hết. Có chuyện gì vậy anh ba? Tao tính nát áo từ sáng tới giờ mà không, mà không có cái áo nào vừa với mày hết. Trời đất, vậy mà tôi tưởng. Nè, đâu mày thử áo này coi. À, hơi chật một chút, ngắn nhưng mà cũng được, đẹp quá mày, đẹp 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 đẹp. Chờ tao. Cái gì mà sao giống hỏi vợ vậy? Thôi dẹp mày đi, thua tiền thua bạc, thua học thua chữ thua nghĩa, chứ không có thua lễ nghĩa đạo đức nghe mày. Chiều cầm qua biếu cho ông Sáu. Tôi cũng nể anh luôn đó anh bà. Mà thôi, anh biểu gì á thì tôi làm đấy, được chưa? Thiệt tình là tôi cũng muốn qua anh tìm cái áo cho đàng hoàng. Bây giờ tôi về. Mà anh đi giấc nào vậy? 5 giờ thằng ông nội. Mặt trời sắp lặn, có mặt ở đây là vừa. Dạ. Mày qua trễ là tao đi trước à nghe. Dạ. Ê, không cầm cái áo hả mày? Quên. Em đi nha. Ừ. Ê trời, còn 2 chai rượu nữa. Em lại quên. Em đi đây. Ừ. Lát nữa tôi rải câu xong tôi ghé rước mấy đứa nhỏ luôn. Ờ. Bà thấy trong người sao? Bình thường, chưa có gì. Thôi tôi đi nghe. Ừ. Má ơi, má ơi, con đi học mới về. Cha mày, đi học về thì thưa má đi học về đàng hoàng. Ừ. Má ơi, má hỏi. Dạ thưa má, con đi học mới về. Ừ, đưa đây. Lại đây, ngồi đây nè. Dạ. Con á, lớn rồi, có em rồi, phải ngoan nghe không? Dạ. Đói bụng chưa? Ăn cơm hay đợi ba về ăn cơm? Dạ con chưa đói, đợi xíu ba về ăn luôn. Rồi, vô tắm rửa thay đồ đi rồi ba về dọn cơm cho 2 cha con ăn. Dạ. Có người, cái nút để rượu còn ướt, có nghĩa là mới rót. Thôi,
À! Chú ơi, chú có sao không? Chú không sao. Con chạy đi đâu mà dữ vậy? Chú có thấy ba con không? Ba con là ai? Là ông Tư Mến á. Con tìm ba hoài mà không thấy. Gì? Má con đau bụng. Đau dữ không? Dạ dữ. Sao không nhờ ai cạo gió cho má con? Dạ không, má con đẻ em bé. Trời đất. Nhà con ở đâu? Nhà con ở đằng kia kìa. Mẹ, đi 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 đi. Sao nó tới trễ vậy mày? Dạ Hay là nó không biết đường lạc đâu rồi. Không ấy á, tôi dọn mồi lên cho ông với chú ba lai rai trước đi. Lát nó về chứ gì. Mà nó ở đây, lạc đâu mà lo. Vậy là chắc có gì đi nè. Chứ cái thằng này không bao giờ có vậy đâu. Ông Khanh ơi. Dạ. Không ấy bay cái mồi cho tao với anh Sáu làm lai rai đợi nó. Thôi, khoan đã. Ráng chờ một chút nữa đi. Nó tới rồi làm luôn. Thiệt cái thằng này không hiểu nổi. Anh Tư Mến, đi đâu mà gấp vậy? Chú mày có thấy một thanh niên nào đó bồng vợ tao đi không? Không, có thấy ai đâu. Mèn đét ơi, tao mê mấy con cá mà vợ tao chỉ bụng tao mày. Cũng may có thằng thanh niên nào đó nằm đi giùm. Mà thôi, tao lên trạm sáng cái nha.